Vâng, xin chào toàn thể quý anh chị và bà con. Tôi là Vĩnh Thủy Sản Bá Gia Lâm và hôm nay tôi xin chia sẻ với toàn thể quý bà con một cái vấn đề mà trong thời gian qua tôi trong cái quá trình đi công tác thì tôi cũng gặp rất là nhiều và tôi nghĩ đây hôm nay lên đây tôi phải chia sẻ với bà con cái vấn đề này. Đấy là cái vấn đề mà bà con nuôi tận dụng cái phân chuồng, phân lợn, nuôi lợn và người ta bà con tận dụng cái phân lợn đấy đưa trực tiếp xuống ao nuôi cá thì nó có những cái hệ lụy gì và chúng ta làm thế nào cho nó tận dụng vừa tận dụng được phân lợn mà vừa có thể nuôi cá thành công đấy. Thì hôm nay tôi xin chia sẻ với bà con vấn đề này. Thì như các bà con đã biết ấy, thì trong quá trình chăn nuôi thì chúng ta nuôi lợn thì chúng ta có một cái phần gọi là cái chất thải của lợn gồm phân lợn, nước tiểu của lợn mà bà con hay cho trực tiếp xuống ao, gọi là tận dụng cái ao cá của mình và cho trực tiếp xuống ao để làm thức ăn cho cá. Nhưng cái vấn đề này thì bà con đa số là làm sai cái quy trình. Thì về cái tác hại thì bà con mà đưa trực tiếp cái phân lợn của mình xuống dưới ao ấy thì nó có những cái mối nguy như sau. Thì đầu tiên thì lúc mà xuống đấy với cái liều lượng cao thì trong bà như bà con đã biết thì trong cái phân lợn của chúng ta thì nó có rất là nhiều cái khí độc, đặc biệt là các cái vùng nước mà bà con có cái ống xả trực tiếp xuống dưới ao của chúng ta sẽ thấy các cái bọt khí li ti nổi lên, đấy chính là khí độc chủ yếu trong các cái phân lợn là cái khí độc H2S. Trong cái nước tiểu là các cái khí độc liên quan là NH3. Đấy là những cái khí độc mà gây hại cho cá. Nên con cá của chúng ta ở những cái ao mà chúng ta cho phân lợn nhiều xuống thì rất hay gặp cái hiện tượng đấy là cá nổi đầu. Và khi nổi đầu thì cá sẽ chậm lớn và có những trường hợp nặng cá sẽ chết rải rác do bị nhiễm các cái bệnh do vi khuẩn. Đấy thì khi mà hàm lượng chất hữu cơ trong nước tăng cao do cái phân lợn chúng ta đưa xuống quá nhiều thì nó sẽ làm cho tảo phát triển mạnh. Đấy, tảo phát triển mạnh thì nó sẽ diễn ra là tảo, lúc cái tảo chết thì nó sẽ sinh ra các khí độc cũng như các cái khí độc mà đang có trong cái phân lợn của chúng ta. Đấy sẽ làm cho con cá chúng ta sẽ bị thiếu oxy và nổi đầu chậm lớn. Đấy, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của đàn cá chúng ta. Nên cá sẽ chậm lớn và hay bị bệnh trong các cái ao mà chúng ta đưa cái nguồn phân trực tiếp xuống dưới ao. Đấy thì làm thế nào thì bà con có thể sử dụng cái phân này đúng cách. Thì tôi tư vấn với bà con là nếu bà con có thể đưa cái phân của chúng ta, phân lợn, phân gia súc gia cầm khác vào các cái bể hoặc là các cái bà con thiết kế các cái bể để ủ với vôi với cái liều là khoảng 1%, sau đấy là ủ từ 1 đến 2 tháng thì lúc đấy thì các cái khí độc nó sẽ bay hết và còn lại cái phần thô đấy. Và sau đấy, sau 1-2 tháng đã ủ xong thì bà con có thể lấy bỏ vào các cái túi, cái bao tải dứa chẳng hạn, và bà con ngâm xuống ao thì lúc đấy cái thành phần dinh dưỡng bên trong cái phân của chúng ta sẽ đi ra ngoài môi trường và làm thức ăn tự nhiên cho cá. Và sau 1 đến 1 tháng gì đấy thì chúng ta sẽ lấy cái bao tải đấy lên, lấy cái phần thô còn lại ở trong cái bao tải đấy và chúng ta cấy, chúng ta sử dụng làm phân bón cho các cái cây trên bờ như các cái cây ăn quả trong vườn chẳng hạn. Thì lúc đấy là mới phát huy tối đa cái hiệu quả của cái phân và không làm ảnh hưởng tới sức khỏe của đàn cá chúng ta. Đấy thì tôi đã chia sẻ với bà con cái vấn đề làm thế nào để chúng ta xử lý cái phân lợn một cách là hiệu quả trong quá trình nuôi, cũng như là chúng ta không nên đưa trực tiếp cái phân lợn xuống dưới cái ao nuôi cá của chúng ta nhằm ảnh hưởng tới cái sức khỏe của đàn cá cũng như môi trường nuôi của chúng ta. Bà con mà đang xem kênh Thủy Sản 365 cảm thấy video này hay và ý nghĩa thì có thể bấm vào nút like và bấm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh chúng tôi, để chúng tôi có động lực làm những cái video tiếp theo. Và sắp tới chúng tôi cũng sẽ chia sẻ rất là nhiều cái nội dung liên quan tới ngành nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là đối tượng cá nước ngọt. Thì bà con quan tâm có thể bấm vào nút đăng ký, bấm vào hình quả chuông để mỗi khi chúng tôi ra video, bà con là người đầu tiên xem được video này. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại bà con ở những video tiếp theo. Tôi là Vĩnh, Thủy Sản 365.